Xin chào các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình sau một kỳ nghỉ Tết. Hiện tại là mình được giao cho một công việc, đó là phục hồi lại đầu cốt motor bị gãy. Mình sẽ ghi hình lại và chia sẻ lên cho các bạn xem để mọi người cùng nhau góp ý. Trước tiên là mình sẽ tháo motor ra để lấy ra phần củ motor bị gãy. Tiếp theo là mình sẽ tháo hai vòng bi. Ở đây mình sẽ dùng cách tháo thông thường mà mọi người hay dùng nhất. Nếu mà các bạn muốn tháo vòng bi theo cách khác thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở video sau. Sau khi mình tháo vòng bi xong thì mình đã đo lại kích thước chuẩn ban đầu của mẫu. Bây giờ mình sẽ cắt vào đoạn trong cùng của cốt như thế này và hàn đoạn sắt này vào. Mình sẽ vét xéo hình chóp ở đầu cốt như thế này và sau đó mình sẽ khoan thêm một lỗ ở giữa để định đâm lại. Tiếp theo là mình sẽ đặt cố định đầu cốt nối và củ motor vào với nhau như thế này. Sau đó mình sẽ hàn để định vị. Sau khi cố định xong mình sẽ đem đi hàn cứng lại ở điểm nối. Tiếp theo mình sẽ khoan một lỗ ở đầu cốt. Lỗ này sẽ đồng tầm với củ motor. Bây giờ mình sẽ tiện cốt như kích thước ban đầu mình đã vẽ lại. Ren ở đây mình đo được là 1.75 mm. Ren 1.75 ở đây mình sẽ cài các số là M, B, C và 9. Do mình gài nhầm số D nên bước ren đã chuyển sang bước khác. Nhưng không sao, vẫn có thể sửa lại được.
Mình sẽ kiểm tra chính xác lại các số đo, rồi sau đó mình sẽ tháo xuống. Tiếp theo mình sẽ phay chốt ca vét. Ok, như vậy là mình đã phục hồi xong đầu cốt mô tô bị gãy. Tiếp theo là mình sẽ ráp nó lại. Ok, như vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay và muốn góp ý gì hãy comment ở bên dưới. Nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye.